kính chào các cùng quý vị khán giả đến với chương trình Y học cổ truyền với Đông y Sĩ Cảnh Thiên. Chúng tôi đang có Đông y Sĩ Cảnh Thiên đến với làn sóng ngày hôm nay và mời Đông y Sĩ gửi lời chào quý vị khán giả. Tôi Đông y Sĩ Cảnh Thiên kính chào quý khán thính giả đài BQN 57.3. Chào Quốc Minh. Vâng, thưa thầy, có lẽ là trong cái loạt bài về vitamin mà chúng ta cũng nói đến và giới thiệu cùng quý vị một cái loạt vitamin A là loại vitamin tan trong dầu hoặc là lọc qua gan, đi qua đường gan, thì có lẽ là hôm nay chúng tôi mời Đông y Sĩ Cảnh Thiên trở lại với một cái chủ đề cùng một cái giới thiệu quý vị những cái căn bản hiểu biết về vitamin B và sức khỏe của chúng ta. Thì trước hết thì mời thầy cho biết là vitamin B thì nó thể loại nào thế thầy? Vâng, nói về chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày về vitamin B. Về vitamin B được chia thành hai nhóm nhỏ. Nhóm vitamin B ở dạng thường, trong đó đứng đầu là vitamin B12, và nhóm vitamin B phức hợp còn gọi là vitamin B complex. Đây là loại nhóm B cho nên nó tan ở trong nước. Đó là cái thuộc cái loại rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Vâng, có lẽ là cái vitamin B12 hoặc là B complex á, thì có lẽ là rất quen thuộc với lại người Việt Nam mình, thì hình như là mình cứ thỉnh thoảng là tự mua uống chứ không cần cho bác sĩ. Thì không biết là thầy chia sẻ một chút là bây giờ quý vị mà khi nào B12 hoặc là vitamin mà bên đuôi đó thì nó là cái gì, khi nào thì mình cần uống thế này? Dạ vâng. Trước khi nói về cái công dụng của B12 ích lợi gì trong cơ thể thì chúng tôi xin nói qua vitamin B12 trước, bởi vì nó là đứng đầu trong cái nhóm B. Vitamin B12 nó đóng vai trò rất là quan trọng trong việc sản xuất ra vật liệu mang tính di truyền của các tế bào. Nó có giá trị cho sự sinh trưởng và phát triển cơ thể con người. Vitamin B12 sử dụng chất folic acid trong nhóm vitamin phức hợp và chuyển hóa chất bột đường trong việc ăn uống, tinh bột để biến thành chất hữu dụng cho cơ thể. Vitamin B12 sản xuất ra các hồng huyết cầu ở tủy xương cũng như sự hoạt động của hệ thần kinh. Chúng ta nên biết rằng khi mà chúng ta muốn cần B12 như vậy đó, đối với hầu hết người dân Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại, vì thiếu ăn cho nên chúng ta biết rằng cơ thể của người Việt Nam thiếu B12 rất là trầm trọng. Vâng, thì thầy nói đến thiếu ăn như vậy có nghĩa là mình thu nhập nó vào từ một cái nguồn mình ăn vào, thì không biết là B12 này là mình thu nhập vào từ thực vật hay động vật hết thầy? B12 nó có hai nguồn, trong động vật cũng có mà trong thực vật cũng có. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu cho biết thì các thực phẩm giàu B12 ở trong động vật rất là nhiều, nó gồm có như là gan, thận động vật, như là thịt bò, thịt gà, thịt heo, cá, trứng và các sản phẩm từ sữa. Nhưng mà trong nguồn thực vật nó có một loại thực phẩm chứa hàm lượng B12 cao chưa từng thấy và rất cần thiết cho những người ăn chay cần bổ sung khi bị thiếu máu, đó là rong biển. Về rong biển thì chúng ta thấy bán ngoài chợ điều đó, chúng ta nghĩ rằng rong biển đó nó giúp ích cho chúng ta nhiều về B12, cũng không đúng. Bởi vì theo sự nghiên cứu thì đặc biệt có hai loài rong biển mang tên là Cholera và Spirulina. Đây là hai loài được coi là cao cấp. Nó là một loại rong biển thuộc dạng vi lượng, có nghĩa là yếu tố hay là sự cấu trúc của nó rất là tinh vi, nhỏ, nhưng mà cho những cái phẩm chất rất là cao. Về B12 nó có thể tăng gấp 3 lần hơn là gan của thịt bò nếu dùng ở một lượng giống nhau. Vâng, thưa thầy, thì có lẽ là thầy nói về cá, gà, bò, trứng ấy, thì có lẽ như bên Mỹ này á, thì nó không giống Việt Nam, mình không có thiếu. Rồi nếu mà giả sử là mình ăn đầy đủ trong hàng ngày của mình thì có nghĩa là mình tự coi như là mình có đủ chất B đuôi chưa, hay là khi nào thì mình mới cần thu nhập thêm, tại vì người ta cũng có bán những cái chất vitamin 12, B12 mà ở ngoài chợ mình uống từng viên đó thưa thầy. Dạ vâng, theo các nhà dinh dưỡng học đã chia sẻ đó, thì họ nói thế này: nếu mỗi ngày chúng ta ăn một lượng vừa đủ cho vấn đề cái chất đạm, tức là ở trong đó có đạm tố là chất B12 đó, như là chúng ta ăn một số thịt như là thịt gà, thịt bò, thịt heo, cá, trứng vân vân, thì gần như là không cần phải dùng B12 thêm. Bởi lẽ là nếu sử dụng B12 nhiều
nó cũng không phải là điều tốt. Dạ, bạn. Thì cũng đang câu hỏi kế tiếp đó, thì vitamin như chúng ta cũng có trong chương trình trước cũng có nói đó, thì vitamin là một lượng chúng ta cần, một lượng rất cần thiết nhưng ít. Nhưng mà nếu mà thừa thì nó trở thành cái chất độc chứ không hẳn là tốt. Cho nên tham lam vitamin cũng không được. Thì vitamin B12 này nếu mà mình thừa nó thì nó có tác hại gì không thưa thầy? Dạ vâng, nói về vấn đề mà B12 đó, thông thường là chúng ta ăn B12 nếu đủ thì không dùng thêm vitamin bên ngoài nữa. Trong trường hợp mà nó thừa B12 đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó xảy ra những cái chứng liệu như là cơ thể chúng ta tự nhiên là nó phát phì. Yeah. Bởi vì 12 nó cấu tạo hồng cầu, mà khi mà có dư thừa cái hồng cầu á thì nó bắt buộc là phải sản xuất thêm những cái lượng khác như là chất béo chẳng hạn như vậy, hay là nó dùng những cái loại vitamin nó chuyển hóa thành cấu trúc của xương hay là cấu trúc của mô cơ. Do đó chúng ta thấy những người mà phát phì, bắp thịt rất là to, hay là chúng ta thấy là những người đó tự nhiên là phát triển một cách kỳ lạ, thì phải nói rằng B12 góp phần trong việc đó rất là nhiều. Còn ngoài ra đó, nếu trong trường hợp trở lại, nếu thiếu thì sao? Cái câu hỏi đặt ra là phần lớn là vì chúng ta thấy mất cái khả năng hấp thu cái loại vitamin này trong đường ruột. Cho nên nếu trong trường hợp mà thiếu B12 đó, là thiếu máu đại hồng cầu, có nghĩa là trong người mà chúng ta thiếu cái đó, chúng ta thấy mặt mày xanh dờn, tái mét hoặc là gầy ốm. Triệu chứng mà chúng ta thường thấy là lở loét ở trong miệng và lưỡi, hoặc là tê mỏi và nhức buốt tứ chi. Thiếu vitamin B12 cũng góp phần không nhỏ vào hai chứng bệnh trầm cảm và mất trí nhớ. Đó là những cái mấu chốt rất lớn khi mà thiếu cũng như là thừa B12 xảy ra. Như vậy cũng là một cái vitamin quan trọng đó thầy. Tại vì nếu mà nói về thiếu máu và đến hệ thần kinh của mình mà trí nhớ đó, thì B12 quả là quan trọng. Nhưng mà quý vị cũng nhớ là nếu mà mình ăn uống thiếu dinh dưỡng, thường là mình hay bị thiếu B12. Mà nếu mà quý vị có dùng B12 theo ở ngoài Walgreens này là mua về, thì cũng nhớ là theo cái hướng dẫn của họ chứ đừng uống quá nhiều, bởi vì cũng sẽ không tốt. Nhưng mà cho phép chúng tôi chuyển qua một cái loại cũng là vitamin B, nhưng mà mình cứ hay biết cái tên là B complex đó thưa thầy. Thì có nghĩa là complex này là ở trong đó nó có bao nhiêu cái gì ở trong đó mà nó gọi là complex, thành phần ạ? Dạ vâng, nếu mà nói vitamin B complex á, thì nó gồm có một nhóm vitamin, nó gồm trong đó gồm có vitamin B1, B2, niacin, rồi bantotenic acid, B6, vitamin H mình gọi là biotin, và B9 còn gọi là folic acid. Ở trong này nó có nhiều, thí dụ như là B đứng đầu, rồi sau đó mang cái số thứ tự để cho biết là nó thuộc loại gì, nhưng mà nó thuộc nhóm B hết. Thì chúng ta nên biết rằng cái loại mà B complex này nó đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của chất điều tố mà chúng ta gọi là enzyme đó. Đây là cái chất làm gia tăng các phản ứng hóa học trong cơ thể, nó tham gia hoạt động của cơ và tim cũng như của các dây thần kinh. Đó là cái hoạt động lớn nhất trong cái hệ mà gọi là vitamin B complex. Vâng, thì thầy nói đến enzyme thì mình cứ hay nghĩ đến đó là khi mình ăn uống cái gì đó vào cơ thể của mình mà mình muốn bẻ gãy những cái chất đạm, chất mỡ, mình cần những cái enzyme nó cắt ra. Cho nên đó là chắc là đóng vai trò quan trọng trong gọi là sự tiêu hóa của mình. Nhưng mà không biết, thì cũng một cái câu hỏi, thì B complex này nó là loại tan trong dầu hay trong nước, và nó lấy từ đâu vào thưa thầy? Dạ vâng, cái nhóm B trong đó có B complex, nó cũng được coi là tan ở trong nước. Và cái nguồn thực phẩm giàu cái vitamin B complex này nó gồm có mầm lúa mì, cám, hạt ngũ cốc, trứng, gan, thận, thịt, cá, đậu hạt, sữa, cheese, rau xanh, chuối và khoai tây, nó còn nhiều nữa. Nhưng mà chúng ta có thể kể ra một số cái loại thực phẩm mà chúng ta thường thấy và chúng ta thường hay mua. Và quả thật thì nghe nói trong cái tất cả các vitamin thì vitamin này nó liên hệ đến tiêu hóa. Thì không biết là quý vị mà cao tuổi mà hay cứ kén ăn hoặc ăn mất cái khẩu vị nó không ngon nữa đó, thì một cách vô hình chung khác là mình sẽ bị thiếu cái vitamin này phải không thầy? Dạ đúng rồi, người cao tuổi mà chúng ta thấy là họ hay chán ăn hay ăn ít đó là tại vì cái thiếu cái nguồn vitamin B complex. Những người bị bệnh cường tuyến giáp cũng vậy, hoặc giả là nghiện rượu nặng, hay là ruột kém hấp thu, hay là do đau lâu không hồi sức, hay là bị phẫu thuật lớn cũng thường thiếu vitamin B complex.
Do đó chúng ta cần phải bổ sung cái loại vitamin này. Vâng, thưa thầy, thì cũng là một cái vitamin mà nếu mà thiếu nó thì sao, mà thừa nó thì sao, thưa thầy? Nếu trường hợp thiếu vitamin complex đó, là B đó, thường thấy mệt mỏi, ăn mất ngon, mất ngủ, hay là bị xáo trộn về giấc ngủ. Rồi chúng ta thấy cảm giác thường xuyên bị chóng mặt, sắc diện xanh xao, gầy yếu, thường hay bị đau bụng, táo bón, rồi có chứng trầm cảm, suy giảm trí nhớ. Ngoài ra nữa chúng ta thấy là thỉnh thoảng có sự nức môi, lét lưỡi, giảm thị lực, thấy sợ ánh sáng, đau đầu, buồn nôn, hay là thường hay bị chuột rút, dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp. Nặng thì gây loét dạ dày tá tràng, rụng tóc, rồi xảy ra cái bệnh chàm, tức là bệnh eczema, tức ngoài da nó nổi từng mảng như vậy, nó rất là khô da và ngứa, chịu không nổi. Thì đó là do ảnh hưởng thường thường là thiếu B complex ở trong cơ thể của chúng ta. Vâng, quả thật nếu mà nói một cái sự quan trọng của vitamin thì một câu hỏi ngắn đó thầy, thì như thuốc tây đó thì mình thiếu thì mình ra ngoài kia mình mua một lọ về thì nó cũng có mấy cái viên để mình uống vô, nhưng mà không biết là đông y thì mình uống bằng cái gì để nó có được cái vitamin thầy ha? Đông y đó thì chúng tôi có cái bài thuốc nó gọi là bổ huyết hoàng. Trong bổ huyết hoàng đứng đầu hai vị đó là hoàng kỳ bổ khí và đương quy là bổ huyết. Huyết thường thường nó là một cái loại nặng, không có chịu di chuyển được, cho nên nhờ cái thuốc bổ khí đó, nó giống như là đầu máy xe lửa để kéo một toa tàu chạy đi. Cho nên dùng hoàng kỳ để dẫn cái đương quy vô tim, vô gan, rồi đi vào các cơ quan, cho nên nó hướng dẫn đầy đủ, cho nên là nó phục hồi được cái khí huyết ở trong con người, cho vậy nó bổ sung được cái phần thiếu trong cơ thể, nó tương đương với B complex. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn thầy. Thì chủ đề ngày hôm nay thì mời thầy có vài lời đúc kết về cái sự quan trọng của B12 hoặc B complex thưa thầy. Vâng. Chúng tôi nghĩ rằng vitamin nào cũng quan trọng, nhưng mà đối với sức khỏe con người, nhất là chúng ta ăn uống thiếu thốn, phần lớn là chúng ta thiếu B12 và B complex. Do đó chúng ta cần phải bổ sung nếu trường hợp mà nguồn dinh dưỡng chúng ta không đủ. Tuy nhiên khi dùng B12 hoặc B complex thì xin quý vị chịu khó đọc cái nhãn hiệu của nó, coi uống một ngày bao nhiêu lần, một lần bao nhiêu viên, như vậy nó đủ của chúng ta. Lâu lâu khoảng 3, 4 tháng hoặc là 6 tháng xin đi thử máu lại để coi chúng ta có thừa thiếu vitamin hay là thiếu máu hay không. Từ đó chúng ta mới biết là chúng ta cần bổ sung bao nhiêu phần trăm về cái vitamin đó. Nếu chúng ta thận dư thì chúng ta chỉ cần ăn uống là đủ, không cần phải dùng vitamin thêm. Bởi vì chẳng những thận dư rồi mà nó còn di hại cho sức khỏe, điều đó không có tốt lắm. Tốt lắm cho sức khỏe của chúng ta. Vâng, có lẽ là điều trực tiếp nhất là nó làm cái thận mình làm việc, phải không thầy? Dạ, rất là khó làm việc. Tại vì là nghe nói thầy nói là nó được, nếu mà dư thì nó thải qua đường tiểu, thì có nghĩa là cái thận mình phải làm việc. Nếu mà quý vị mà có thừa cái đó thì nó sẽ làm cái thận của mình nó mệt. Nhưng mà có lẽ là chương trình của tôi đã hết giờ. Hy vọng là một thời gian vừa qua đã giúp quý vị một số những cái kiến thức thường thức để quý vị có hiểu biết hơn về những vitamin mà chúng ta dùng hàng ngày, để mà làm sao dùng cho đúng để cho sức khỏe của mình nó được bổ sung và được hồi phục ở một cái mức độ đúng, mà nhất là vitamin mà quý vị nhớ là dùng không tham lam được, bởi vì nó cũng trở thành chất độc. Đến đây thì chúng tôi xin phép rời làn sóng, xin trở lại quý vị trong những chủ đề khác của y học cổ truyền, và chào Đông Y Sĩ Cánh Thiên tại đây. Dạ vâng.